quay UC Random số bạc PUBG uy tín tại vậnmaypubg.com. Xin chào bạn đã quay trở lại với F7 Channel, lại là mình đây Hùng 20 sang thế đây. Ở đây thì mình đang có một chiếc điện thoại đến từ nhà Samsung. Và với cái thương hiệu Samsung này trong năm 2018 đổ về trước thì nó sẽ nằm trong cái blacklist của mình. Và mình không bao giờ mua sản phẩm đến từ thương hiệu Samsung các bạn ạ. Tại vì nó có một cấu hình thấp cùng với thì mức giá bán thì nó cao vô cùng. Nếu như so sánh và cạnh tranh được với những cái đối thủ đến từ nhà Trung Quốc như là Xiaomi, Oppo thì xét về phần cấu hình cũng như trải nghiệm thì điện thoại Samsung gần như thua thiệt trong cái phân khúc giá đấy. Nhưng kể từ đầu năm 2019 trở lại đây thì Samsung đã đổi mới và có những dòng sản phẩm nó rất ngon trong phân khúc giá, như là Samsung Galaxy A10 này, A20, A30, A50, A70, A90. Và mình đã coi đây là một cái sản phẩm, đó chính là Samsung Galaxy A50s các bạn ạ. Đây là một cái sản phẩm nâng cấp của sản phẩm Galaxy A50 trước kia. Và chúng ta sẽ có những cái điểm mà nổi bật về mặt cấu hình, như là chúng ta sẽ có 4GB RAM, 64GB bộ nhớ trong. Các bạn sẽ có bộ 3 camera ở phía sau. Các bạn sẽ còn có camera tự sướng đẹp này, màn hình Full HD các thứ. Và mức giá thì nó chỉ là 7.790.000 đồng mà thôi. Nhưng khi các bạn mua hàng tại Di Động Việt thì hiện tại đang có chương trình khuyến mãi lên đến là hơn 3.000.000 đồng các bạn ạ. Các bạn sẽ được tặng cho mình một chiếc Galaxy Fit Air này, các bạn sẽ được tặng một cục sạc dự phòng Samsung này, các bạn sẽ được tặng cho mình một cái loa Zone Smart và các bạn sẽ được giảm trực tiếp 500.000 đồng nếu bạn đặt mua trong ngày 13 tháng 9. Và ngoài ra nếu như bạn thanh toán qua VNPay thì bạn sẽ được còn giảm tới là 300.000 đồng các bạn ạ. Phải nói rằng cái phần quà khuyến mãi cũng như tiền mặt trừ thẳng vào chiếc máy này thì nó rất là nhiều. Và mọi chi tiết các bạn có thể tham khảo phần mô tả video nhé. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau unbox mở hộp và đánh giá về sản phẩm Galaxy A50s này để xem là nó sẽ còn những gì đáng tiền nữa. Và đây chính là cái hộp của sản phẩm Samsung Galaxy A50s mà chúng ta đã nhìn từ đầu cái video đến bây giờ. Chúng ta sẽ có một cái hộp phong dáng tương tự so với những cái sản phẩm đến từ Samsung khác ở kiểu phân khúc giá tầm trung. Ở đây các bạn sẽ có logo của Samsung, các bạn sẽ có hình ảnh sản phẩm và dòng chữ A50s ở đây. Cạnh trái các bạn sẽ có tên của sản phẩm này là Galaxy A50s nhá. Cạnh phải các bạn sẽ có tem xuất nhập khẩu và sản phẩm này sẽ được sản xuất tại Samsung Thái Nguyên. Ở mặt sau thì các bạn sẽ có một vài thông tin cơ bản của sản phẩm này như là màn hình Infinity U này, 3 camera, vân tay, 64GB và những cái thông số kỹ thuật khác. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành unbox để xem là bên trong chúng ta sẽ có những gì nhá. Đây, bên trong thì trên cùng các bạn sẽ có cho mình một chiếc Samsung Galaxy A50s đấy. Để xem nào, mình sẽ nhấc em nó ra bằng cách nào đây ta. Đây, mình sẽ lôi em nó ra để sang một bên và chúng ta xem là phụ kiện chúng ta sẽ còn có ở đây là một cái củ sạc, và củ sạc này thì nó sẽ có nguồn ra là 15W. Như vậy thì nó sẽ được trang bị công nghệ sạc nhanh là fast charge. Các bạn sẽ có vị trí của que chọc SIM ở đây. Các bạn sẽ có cho mình là cáp sạc USB Type-C rất là xịn sò. Và các bạn sẽ còn có cho mình một chiếc tai nghe. Với chiếc tai nghe này thì mình đánh giá không cao lắm, vì chiếc tai nghe này thì nó đã xuất hiện trên những chiếc Samsung từ 1 triệu đồng cho đến 10 triệu đồng thì nó vẫn sử dụng cái tai nghe này, nhìn nó hơi củ chuối một chút. Rồi ngoài ra thì ở cái phần hộp của sản phẩm Samsung Galaxy A50s, các bạn sẽ có một cái hộp nhỏ nhỏ ở phía trên đây. Ở trên này thì các bạn sẽ có cho mình đó chính là một cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Các bạn sẽ còn có cho mình là một cái ốp lưng silicone ở bên trong luôn. Như vậy là khi các bạn mua cái sản phẩm Samsung Galaxy A50s, chúng ta không cần phải mua thêm ốp lưng tại vì nó đã được tặng kèm rồi. Ok, đó chính là tất cả phụ kiện trong hộp của chiếc Samsung Galaxy A50s này. Và bây giờ thì mình sẽ đến với cái sản phẩm điện thoại Samsung Galaxy A50s này nhé. Bóc siêu em nó ra nào. Đây chính là sản phẩm điện thoại Samsung Galaxy A50s chúng ta. Về cái phong dáng tổng thể thì với chiếc Samsung Galaxy A50s năm nay thì nó sẽ tương tự với phần A50 năm ngoái. Tuy nhiên thì kích thước của nó sẽ được thay đổi một chút, là cái phần viền của sản phẩm này thì nó sẽ mỏng hơn là 0.1mm. Nói chung là nếu bạn nhìn về sản phẩm A50 hay A50s thì cái điều này nó không đáng kể và không thể nào phân biệt được nếu như bạn chỉ nhìn mặt trước. Quay ra mặt sau thì các bạn sẽ có cho mình là một cái màu sắc mới, một cái màu sắc dạng vân kim cương, và chúng ta sẽ có 3 kiểu màu sắc khác nhau, màu trắng, màu xanh và màu đen. Ở đây các bạn sẽ còn có cho mình đó chính là cái logo Samsung ở đây, và các bạn sẽ có phía trên đó chính là cụm 3 camera của chúng ta. 3 camera này thì chúng ta sẽ có cái độ phân giải lần lượt đó chính là 48 chấm cho camera chính, như vậy là nó sẽ nâng cấp hơn thế hệ trước. Và ngoài ra các bạn sẽ còn được trang bị cho mình một cái camera góc rộng 8 chấm này và một cái camera depth để chúng ta có thể chụp ảnh xóa phông ở đây. Và phía dưới các bạn sẽ có vị trí đèn flash kép, ở đây các bạn sẽ có dòng chữ là tên mã của nó. Ở cạnh phải thì nó sẽ tương tự so với lại Galaxy A50, chúng ta sẽ có phím nguồn cũng như là phím tăng giảm âm lượng. Phím nguồn thì khá là dễ bấm và phím tăng giảm âm lượng thì mình thấy rằng nó hơi bị với một chút. Tuy nhiên thì tăng giảm âm lượng thì lâu lâu chúng ta mới tăng, còn mà bật nguồn mở nguồn thì chúng ta hay sử dụng hơn. Chính vì thế bố trí phím này mình thấy rằng nó rất là ok. Ở cạnh trái thì các bạn sẽ có cho mình là vị trí của khai SIM ở đây nhá. Cạnh trên thì các bạn sẽ có cho mình là một cái vị trí của mic phụ để hỗ trợ khả năng ghi âm, đàm thoại các thứ. Và ở cạnh dưới thì các bạn sẽ có cho mình đó chính là vị trí của cổng sạc USB Type-C, và các bạn sẽ có một jack cắm tai nghe 3.5mm ở đây. Các bạn sẽ có cho mình đó chính là vị trí của loa ngoài cùng với đó chính là mic thoại. Mic thoại và loa ngoài thì hơi đặt gần nhau một chút.
Quay trở lại phần mặt trước thì với chiếc Samsung Galaxy A50s này, chúng ta vẫn có một cái kích thước hiển thị nó tương tự các bạn ạ. Đó chính là màn hình 6,4 inch Full HD và nó sử dụng tấm nền đó chính là Super AMOLED. Và mình thấy rằng là cái màn hình của chiếc Samsung Galaxy 50s này nó rất là ngon trong cái phân khúc giá là 6 đến 7 triệu đồng. Và ngoài ra thì đây là màn hình dạng giọt nước nha các bạn. Chính vậy thì các bạn sẽ có một cái chấm nhỏ phía trên. Và cái phần giọt nước này chính là vị trí của camera selfie của sản phẩm này. Và nó sẽ có cái chất lượng đó chính là 32 megapixel, một cái số chấm rất cao ở trong cái phân khúc giá đó chính là tầm 6 đến 7 triệu. Và đi sâu hơn vào phần bên trong thì với chiếc Samsung Galaxy A50s này thì nó vẫn chạy cho mình cái cấu hình của chiếc Samsung Galaxy A50. Chúng ta sẽ có con chip Exynos là 96108 nhân, và bạn sẽ có 4GB cùng với 64GB bộ nhớ trong. Các bạn sẽ còn có một cái option đó chính là 6GB và 128GB nữa các bạn ạ. Và mức giá thì đương nhiên nó sẽ cao hơn một chút. Cá nhân mình thì mình đã có trải nghiệm game trên chiếc Samsung Galaxy A50s rồi, và nó chơi rất tốt tựa game PUBG ở cái đồ họa đó chính là Smooth cộng với Extreme. Mình khuyên anh em là nếu như anh em chơi PUBG thì chúng ta nên setting cái mức FPS cho nó phù hợp, tại vì với những con chip Exynos thì nó sẽ hơi bị kén game một chút. Và về phần mềm thì với chiếc Samsung Galaxy A50s này thì nó sẽ được trang bị cho mình cái hệ điều hành Android 9.0 và nó sẽ được chạy trên nền One UI 1.5 nha các bạn. Và hiện tại thì đang có một cái bản cập nhật ở đây. Đấy, chứng tỏ rằng là với sản phẩm Samsung Galaxy A50s này, Samsung sẽ rất chăm sóc chiếc điện thoại này về mặt phần mềm. Và mình nghĩ rằng với chiếc điện thoại này thì chúng ta có thể hỗ trợ update trong vòng tầm 1 cho đến 2 năm nữa các bạn ạ. Về mặt bảo mật thì với chiếc Samsung Galaxy A50s này thì nó sẽ tương tự so với sản phẩm Samsung Galaxy A50 của chúng ta. Nó sẽ được trang bị cảm biến vân tay quang học ở trong màn hình luôn nhé. Chính vậy các bạn có thể thấy rằng là cái phần mặt lưng của chúng ta nó hoàn thiện rất là liền lạc và nhìn rất là đẹp. Với cái cảm biến vân tay này thì mình thấy rằng là nó sẽ có nâng cấp đôi chút so với là cảm biến vân tay có trong thế hệ A50 trước kia. Khi mình thử nghiệm thì mình thấy rằng tốc độ mở khóa vân tay của các sản phẩm này nó rất là nhanh, chỉ trong vòng đâu đó gần 1 giây là nó đã mở khóa rồi. Tuy nhiên thì cái hiệu ứng chuyển cảnh mở khóa vân tay của sản phẩm Samsung thì nó hơi bị đụt một chút các bạn ạ. Chính vậy thì các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ hơi bị khựng và hơi bị lag. Đây, anh em thấy không? Mình chỉ chạm nhẹ là nó mở rồi. Ngoài ra thì với chiếc sản phẩm này thì nó còn được trang bị mở khóa gương mặt, nhưng mà đây vẫn chỉ là mở khóa gương mặt 2D mà thôi. Chính vậy thì cái độ chính xác của nó sẽ không được cao cho lắm. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành thử luôn. Đấy, rất là nhanh. Và bây giờ thì mình sẽ nói sang cái phần pin. Thì pin của cái sản phẩm Samsung Galaxy A50s này nó sẽ có dung lượng là 4000 mAh các bạn ạ. Mình thấy là với cái dung lượng này chúng ta có thể thoải mái đáp ứng cái nhu cầu xem phim ngay, gọi cũng như là sử dụng trong vòng ít nhất là 1 ngày. Và hơn nữa thì với sản phẩm này thì nó còn được trang bị cái công nghệ sạc nhanh, đó chính là 15W. Chính vậy thì nó sẽ giúp quá trình sạc của chúng ta trở nên là nhanh hơn. Và đó chính là tất cả những gì mình chia sẻ về cái sản phẩm Samsung Galaxy A50s này. Thì theo mình thấy đây là một trong những cái sản phẩm rất ngon trong cái phân khúc giá tầm 6 đến 7 triệu. Và hơn nữa thì khi các bạn đặt hàng ngay bây giờ, các bạn sẽ còn được nhận khuyến mãi lên đến là hơn 3 triệu đồng. Thì mình thấy rằng nó sẽ vô cùng là hợp lý. Rồi, và các bạn nghĩ gì về sản phẩm Samsung Galaxy A50s này? Các bạn có mua nó hay không? Thì các bạn đừng quên để lại cho mình một ý kiến nhận xét dưới phần bình luận của video này. Và các bạn cảm thấy nó có ngon hay không? Và trong cái phân khúc giá tầm 6 đến 7 triệu thì liệu chúng ta có nên mua nó hay không nhỉ? Theo cá nhân mình thì nó rất là đáng tiền đấy.